Hello anh em, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Cơn sốt mấy con Fall Guys quắn quéo còn chưa kịp nguội thì cộng đồng game lại một lần phát sốt. Và nguyên nhân chính là Among Us, ma sói phiên bản ngoài không gian. Không biết mấy ông sao, chứ Mi Game tôi ngày nào cũng chơi Among Us với mấy đứa bạn hết. Và như mọi khi, game nào càng không có cốt truyện thì tôi lại càng bới móc để lòi ra được cái để chém gió cho mấy ông nghe. Thế nên là mấy ông ngồi ngay ngắn đội mũ bảo hiểm vào đi nhá. Tôi sẽ bật mốt xạo lín thông thạo bầy để chém giả thuyết cốt truyện Among Us vào video thôi. Lưu ý, khoảng hơn 80% những giả thuyết sắp tới đây đều là mình chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Có cho vui, không vui đợi khi nào cho vui rồi cò nhá. Cho ông nào chưa biết Among Us là gì thì game này không phải là mới ra, mà ra mắt từ tận năm 2018 cơ. Nhưng đến tầm tháng 6 năm 2020 vừa rồi, Among Us bất ngờ trở thành một tựa game hot khi nhiều streamer nổi tiếng trên thế giới bắt đầu thưởng thức, tạo ra những tràng cười vô cùng sảng khoái và những màn cần não hết sức nhí nhố. Cũng nhờ những streamer mà Among Us vừa đạt mốc 1,5 triệu người chơi game trong cùng một thời điểm CCU, chỉ kém có 3 tựa game liên tục đứng top đầu danh sách các tác phẩm nhiều CCU nhất trên Steam là CSGO, Dota 2 và PUBG. Về cách chơi thì trong Among Us, bạn sẽ vào vai crewmate, các phi hành gia làm nhiệm vụ trên tàu không gian, hoặc bạn sẽ là imposter, những kẻ giả mạo, trà trộn vào để giết các phi hành gia. 10 người trên một con tàu vũ trụ sẽ phải tìm ra nhân vật ngoài hành tinh độ lốt phi hành đoàn để tiêu diệt họ. Nếu không thì phải hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà game đưa ra liên quan tới con tàu vũ trụ để nó hoạt động hoàn hảo nhất, cho phép họ trở về nhà. Còn về phần nhân vật được chọn làm kẻ mạo danh, nhiệm vụ của họ là tiêu diệt hết tất cả những nhân vật con người trên tàu, gây rối đội hình, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau, trừ khử chính đồng đội của mình, từ đó cô lập từng người để hạ gục dễ dàng hơn. Một khi có ai đó bị kẻ mạo danh giết chết, tất cả thành viên sẽ họp khẩn cấp và vote xem ai là kẻ sát nhân để tống cổ hắn ra khỏi con tàu. Giải thích dễ hiểu, Among Us có cách chơi tương tự như trò ma sói quen thuộc. Sói giả vờ làm dân để lừa người, còn dân thì phải theo dõi, quan sát để xem ai là kẻ lừa đảo, tố cáo và tiêu diệt kẻ ác. Trước khi vào phần giả thuyết thì chúng ta cũng nên tổng hợp lại tất cả những thông tin có sẵn trong game nhé. Đầu tiên, Among Us hiện tại có 3 map, lần lượt là The Scale, Myra HQ và Polus. The Scale lấy bối cảnh là con tàu thám hiểm không gian cùng tên. Myra HQ là tổng hành dinh của tổ chức Myra, chủ nhân của con tàu The Scale. Còn Polus là một hành tinh màu tím, nơi Myra đặt một tiền đồn kiêm cơ sở nghiên cứu không gian của họ. Mặc dù The Scale là map đầu tiên xuất hiện trong game, tiếp đến là Myra HQ và Polus, nhưng theo tôi thì cái trình tự này nó không được hợp lý cho lắm. Và để nó phù hợp với cái giả thuyết của tôi thì thứ tự đúng phải là Polus tới The Scale, rồi tới Myra HQ và quay lại Polus một lần nữa. Như các ông cũng dễ dàng nhận ra trong game thì những kẻ mạo danh là sinh vật ngoài hành tinh, kiểu mở mồm ra là đầy răng, thẻ lưỡi bắn thủng đầu người khác thì không thể nào là người bình thường được rồi. Vậy nguồn gốc của những sinh vật này là gì? Chúng từ đâu xuất hiện và mục đích của chúng là gì? Tổ chức Myra là gì mà sao lại liên quan tới những sinh vật này? Nói chung là cũng có khá nhiều câu hỏi cần phải giải đáp cho cái giả thuyết này đấy. Và may mắn cho Mi Game tôi là đã có người làm rồi, đó chính là hai bộ phim viễn tưởng kinh dị Alien và The Thing. Sau đây sẽ là câu chuyện Among Us được phỏng theo The Alien và The Thing nhé. Ở một tương lai rất xa, khi con người đã làm chủ được công nghệ du hành không gian, giờ đây sự sống ngoài hành tinh không phải là một khái niệm quá xa lạ nữa. Và dĩ nhiên, phải có một đơn vị nào đó chuyên nghiên cứu về vấn đề này. Và công ty đó chính là Myra. Đây là một tập đoàn không gian khổng lồ với nhiệm vụ thám hiểm vũ trụ, nghiên cứu các sự sống ngoài hành tinh. Các phi hành gia đều là những nhà khoa học, họ liên tục di chuyển qua lại giữa các hành tinh bằng tàu vận chuyển chở chuyên dụng The Scale. Nhiệm vụ của họ khi đặt chân đến các hành tinh là thu thập mẫu vật, từ các sinh vật sống cho tới các mẫu khoáng vật, sau đó nghiên cứu các đặc tính của chúng. Mục đích ban đầu của Myra là vận dụng sự đa dạng sinh học của các dạng sống ngoài hành tinh để ứng dụng cho y học, và câu chuyện của Among Us bắt đầu từ đây. Kẻ giả dạng chắc chắn không thể tự nhiên xuất hiện trên con tàu The Scale được, nó phải bắt nguồn từ một hành tinh nào đó, và tôi tin rằng hành tinh đó là Polus. Tuy nhiên, kẻ mạo danh không phải là sinh vật có sẵn trên Polus, mà nó được kẻ khác tạo ra và vô tình có mặt ở Polus. Sẽ có một chủng tộc khác tạo ra kẻ mạo danh như là một loại vũ khí sinh học, dùng để tra trộn vào hàng ngũ quân thủ và gây rối loạn từ bên trong. Tuy nhiên, trong lúc vận chuyển, kẻ mạo danh bị thoát ra khỏi khu giam giữ, nó giết toàn bộ phi hành đoàn và con tàu bị rơi xuống hành tinh Polus. Trước khi ngủ đông, kẻ mạo danh đã dùng con tàu phát đi tín hiệu cầu cứu, dụ dỗ những kẻ mò tới Polus và đánh thức nó dậy. Và những phi hành đoàn của tàu Scale trên đường về lại trái đất đã bắt được tín hiệu này và tìm được Polus. Polus chắc chắn là một hành tinh chưa có người biết đến, và trong lúc thám hiểm, phi hành đoàn của chúng ta đã phát hiện được con tàu xưa kia. Không hề có sự sống bên trong, chỉ duy nhất có những chiếc kén ngủ đông, và phi hành đoàn của chúng ta đã quyết định mang nó về trái đất để nghiên cứu thêm. Và đây là một quyết định sai lầm vô cùng. Sinh vật ở bên trong chỉ chờ có người đánh thức nó dậy thôi. Đúng như tên gọi thì kẻ mạo danh được vào bên trong cơ thể của vật chủ. Chúng sẽ sao chép và thay thế toàn bộ tế bào bên trong đó, tạo thành một bản sao y hệt vật chủ. Nó còn sao chép được cả kỹ năng, ký ức của vật chủ nữa.
Bằng chứng cho việc này là kẻ mạo danh tuy là sinh vật ngoài hành tinh nhưng hoàn toàn có khả năng nói chuyện đánh lạc hướng. Chúng còn biết sử dụng công cụ luôn, như là khi kẻ mạo danh móc súng ra bắn nạn nhân của hắn. Ngoài ra trong game, nếu phá hoại được nguồn oxy của con tàu Skell, kẻ mạo danh sẽ giành chiến thắng. Điều này chứng tỏ sinh vật này có thể sống mà không cần oxy. Khả năng sinh tồn cao như thế nên tôi đoán những vũ khí thông thường không có tác dụng với kẻ mạo danh đâu. Tôi đoán là nó sợ lửa, giống như trong map Polus. Anh em có thể ném nó xuống dưới dòng dung nham. Không những giả dạng, kẻ mạo danh còn có khả năng biến đổi hình dạng cơ thể. Bằng chứng là khi giết nạn nhân, kẻ mạo danh có thể mở ra một cái miệng đầy răng và bắn chiếc lưỡi nhọn Veiler thủng đầu nạn nhân xấu số. Khả năng này khá giống với Venom, vốn là một sinh vật ký sinh có thể thay đổi hình dạng cơ thể. Để nhái được vật chủ, kẻ mạo danh phải tiếp xúc trực tiếp và vật chủ phải còn sống thì ăn mới nhái được. Tế bào mà chết rồi thì sao mà nhái được, đúng không? Đây là lý do mà tất cả các thành viên trên tàu The Skell đều phải mặc đồ bảo hộ. Họ mặc đồ không phải vì không khí trong tàu bị nhiễm độc, mà bởi vì họ không muốn tiếp xúc trực tiếp với kẻ mạo danh. Đây là một biện pháp đề phòng để kẻ mạo danh không thể sao chép được ai khác. Và để câu chuyện tiếp tục thì phi hành đoàn Skell đã thất bại trong việc tìm ra kẻ mạo danh. Có thể họ đã giết nhầm người và kẻ mạo danh đã âm thầm theo con tàu về lại trái đất. Từ ngay bên trong trụ sở của Myra, hắn ta đã thao túng tổ chức này đưa người trở lại Polus để đồng loại của nó có thể có vật chủ để xâm chiếm. Đấy là lý do trong map Polus chúng ta thấy bây giờ Myra đã thành lập một tiền đồn nghiên cứu ở hành tinh này. Những kẻ mạo danh khác bắt đầu xâm chiếm trạm nghiên cứu và có một số kẻ còn đi tàu tới trái đất để nhập bọn cùng kẻ mạo danh đầu tiên. Điều này cũng giải thích cho sự xuất hiện của những kẻ mạo danh tại trụ sở của Myra. Được một khoảng thời gian, có vẻ như tung tích của kẻ mạo danh trong ở trụ sở Myra đã bị phát hiện, rất có thể là thông qua máy quét tại phòng y tế. Các ông chơi game thì cũng biết rồi đấy, kẻ mạo danh có thể giả được rất nhiều hoạt động, chỉ duy nhất việc quét toàn thân trong phòng y tế là nó không làm được thôi, bởi nếu đứng lên máy quét, cơ thể dị thường của hắn sẽ bị phát hiện. Nhiều khả năng kẻ mạo danh đã ỷ y trước khả năng sao chép của bản thân và bị phát hiện, nên cơ quan Myra bị đóng cửa và cách ly hoàn toàn. Đấy cũng là lý do vì sao map Myra dù diễn ra ở công ty nhưng lại chả có bóng người nào. Các nhân viên trước khi được di tản đều phải bước qua máy quét để xác định xem có phải là kẻ mạo danh hay không. Thế nên, kẻ mạo danh vẫn còn bị mắc kẹt bên trong trụ sở. Các phi hành gia bay từ vũ trụ vào đều được yêu cầu phải đáp xuống trụ sở để cách ly và truy tìm luôn tung tích của kẻ mạo danh. Đồng thời, họ cũng phải đảm bảo công việc tại trụ sở không bị gián đoạn, tránh việc những tài liệu của công ty bị rơi vào tay những kẻ mạo danh. Ok, và đó là giả thuyết đầu tiên của tôi về Among Us. Trong giả thuyết đầu tiên thì những kẻ mạo danh khá là thông minh, biết điều khiển thao túng cả tổ chức Myra. Nhưng trong giả thuyết số 2 thì tôi lại nghĩ biết đâu chính Myra mới là kẻ muốn đưa những kẻ mạo danh về trái đất thì sao? Như đã nói ở trên thì mục đích ban đầu của Myra là nghiên cứu sinh học, y tế. Tuy nhiên, họ còn một ý đồ đen tối hơn là phát triển vũ khí sinh học. Trong giả thuyết này thì các phi hành gia trên tàu Skell đã thành công trong việc loại bỏ kẻ mạo danh. Tuy nhiên, chỉ còn duy nhất một người sống sót. Trong buổi tường trình trước công ty, người này đã kể lại rằng phi hành đoàn của họ đã bị giết sạch bởi một sinh vật ngoài hành tinh có khả năng giả dạng. Hứng thú trước thông tin này, tập đoàn Myra đã quyết định bịt mồm người sống sót và cho người quay trở lại hành tinh Polus. Myra thiết lập trạm nghiên cứu trên hành tinh và giấu nhẹ mọi thông tin về việc này với những người ở trên đó. Tập đoàn Myra muốn người ở trên Polus bị ký sinh và sau đó cho một nhóm khác tới thu hồi mẫu vật về. Kế hoạch này thành công. Nhưng sau khi mẫu vật được chuyển về trái đất để nghiên cứu, kẻ mạo danh đã trốn thoát và trà trộn được vào bên trong trụ sở. Điều này dẫn đến tình huống cách ly toàn bộ trung tâm Myra, giống như ở giả thuyết số 1 của tôi. Tới đây vẫn chưa hết video đâu nhé. Tôi vẫn còn một giả thuyết nhỏ nữa về những kẻ mạo danh trong Among Us. Theo đó, chúng đều là những sinh vật bản địa trên hành tinh Polus. Phi hành đoàn tàu Skell chỉ đơn giản là phát hiện ra hành tinh này và xuống thám hiểm thôi. Khi chơi ở map Polus, anh em có thể nhận thấy rằng hành tinh này có bề mặt màu tím, chứng tỏ hàm lượng mangan dioxide trong đất rất cao. Mấy ông học hóa cũng biết là nếu lượng mangan hấp thu vào cơ thể cao có thể gây độc với phổi, hệ thần kinh, thận và tim mạch. Vì điều kiện khắc nghiệt như thế nên hành tinh này không có sinh vật bậc cao với hệ thần kinh phức tạp nào tồn tại cả. Nơi này chỉ tồn tại được những sinh vật ký sinh cơ hội mà thôi, và kẻ giả mạo của chúng ta cũng là một sinh vật như thế. Những sinh vật ký sinh này không giả dạng mà chúng lại ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh, chiếm lấy quyền điều khiển trí não của vật chủ. Điều này lại càng giống với ký sinh Venom trong truyện Marvel nữa. Theo đó, chúng có adrenaline để duy trì sự sống. Bởi thế, chúng thường buộc vật chủ phải làm những điều điên rồ, dại dột hoặc là man dợ để hấp thụ adrenaline do não tạo ra sau khi thực hiện những việc như vậy. Đó là lý do kẻ phá hoại luôn tìm cách phá hoại con tàu, giết các phi hành gia khác. Tất cả cũng chỉ để thỏa mãn cơn cuồng sát của con ký sinh. Nó sẽ hút cạn nguồn sống của vật chủ, làm vật chủ trở nên stress nặng, điên loạn. Ok, và đó cũng là những giả thuyết và phân tích của tôi về Among Us. Hay là hôm nào tôi stream con game này lên kênh nhỉ? Cũng lâu rồi không có stream nói chuyện với anh em.
Ông nào muốn tôi stream thì nhớ comment bên dưới nhé. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game để tụi mình có thể lên được 500.000 subs nha. Và bây giờ thì tới tiết mục bạn hỏi Mi Game trả lời nhé. Bạn Trung Úy Vịt muốn hỏi tôi, học hóa học thì nên làm gì để tiếp thu kiến thức thật tốt hả ông? Ngày xưa tôi học hóa cũng giỏi lắm. Do tôi đi học thêm bị cô giáo ép làm bài tập, đứa nào không làm là xác định, nói chung riêng làm bài tập là giỏi thôi. Cứ xem mấy video dạy hóa học của thầy Walter White là giỏi liền. Câu hỏi của bạn Tài Cù cũng là câu hỏi của nhiều bạn khác. Muốn cưa đổi crush thì phải làm sao hả anh Mi Game ơi? Muốn cưa thì phải nói với người ta bạn à, cứ im im thầm thầm thì crush sao mà người ta biết mà đổ cơ chứ. Bạn Ken muốn biết con đường nào đã khiến tôi trở thành YouTuber phân tích giả thuyết câu chuyện game. Như một vĩ nhân đã từng nói, cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực, vô vi thực đầu buổi thực kích. Bạn thằng nào vừa nói về tóc tao, rất muốn biết là tôi có người yêu chưa? Tôi có vợ luôn rồi nha bạn, nhớ qua kênh vợ tôi đăng ký nhá. Shin Gaming có một câu hỏi là muốn là một người giỏi nói chuyện với thuyết trình như anh thì phải làm như thế nào ạ? Bí quyết là tôi lúc nào cũng có niềm tin vào những gì tôi sắp nói nó hay vãi lìn, hay không ai bằng, phải tin tưởng vào bản thân thì mới nói hay được bạn ơi. Tập này tới đây thôi nhá, anh em nào muốn tập sau lên TV thì để lại câu hỏi hay ho cho tôi trong phần comment nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.